Hôm nay Kha Vương tiếp tục thanh lý lô 15 vòng tay, hãy nhớ cho Kha Vương là 15 vòng tay. Và điều đặc biệt là ở trong đây á, nó có 4 vòng tay hạt 20 ly. Hạt này là hạt kim cang. Cái giá bán trên thị trường thì anh chị em biết rồi, không cần Kha Vương phải nói, nó không hay. Cái này người ta gọi là Mina Hổ Phách hàng xử lý nhiệt, cái này là hạt 20 ly. Hàng rất là đẹp, rất là óng ánh. Cái này cũng là Mina Hổ Phách hàng xử lý nhiệt nhưng là hạt 18 ly và 16 ly thì phải. 16 hay 18 đó. Cái này chắc này 16 này 18. Đó, tổng cộng là 5 vòng tay Mina Hổ Phách và một vòng tay đá mắt hổ hạt khoảng chừng 18 ly. Ở đây có hai vòng tay gọi là nhựa dạ quang, có nghĩa là nó phát sáng trong bóng tối, nhưng cái sản phẩm này không phải là đá mà là nhựa. Hạt và chuỗi hạt này 18 ly dành cho các sư thầy người ta hay làm chuỗi. Ở đây cái chuỗi gỗ này gọi là gỗ trắc, có 3 vòng. 3 vòng gỗ trắc này, hạt cũng 18 ly và một chuỗi cũng 18 hạt và hạt 20 ly, dùng để cho các thầy lần chuỗi này nọ cái khác. Thì tổng cái lô 15 vòng này Kha Vương thanh lý chỉ có 1 triệu đồng và Kha Vương bao ship. Anh chị em là người kinh doanh nhìn vô sẽ hiểu, Kha Vương không cần phải nói. Và đây là Kha Vương thanh lý, Kha Vương chỉ nhận chuyển khoản hoặc COD cho những vị khách quan uy tín. Kha Vương cảm ơn.